Để em gọi Linh. Hãy ở bên cạnh chị Nga lúc này. Linh không đây anh. Hãy ở bên cạnh chị Nga lúc này đi. Chỉ có em, chị Nga với lại Trang thôi đó. Wow. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Quá máu rồi. Lô cả nhà, hẹn hò đi một xe 5 người cuối cùng, 6 người mà cuối cùng còn Nga với Vinny Hùng với lại Bách Trang. Thông cảm cho mấy người bạn kia. Lộc hãy nhớ đấy, Linh hãy nhớ đấy, Tuấn thì ta lại nhớ đấy. Như rồi hãy nhớ đấy. Giờ chúng ta sẽ đi ra Vũng Tàu ăn cho đã bụng đỡ tức đi về. Hola. Xin chào cả nhà đã đến với thành phố Bà Rịa Vũng Tàu nha, mới sáng sớm à. Mà hôm nay á, mình mới có 4 giờ sáng. Cảm giác đói bụng nhưng mà muốn là đổi gió cả nhà. Cho nên mình đã rủ một anh chàng boyfriend. Một anh chàng bad boy. Good boy chứ, good boy. Hộ tống và đưa mình, nói chị là vợ chứ, hai đứa đi ra Vũng Tàu để mà kiếm thử một cái gì đó độc lạ để review. Và hiện tại đang có mặt ở ngay cửa tổng bào của thành phố Vũng Tàu nha. Mà lát mình sẽ đi vào trong đó thì của mình coi có cái gì lạ lạ để mà Nga có thể thưởng thức không ha. Xuống, tới giờ rồi, chị đeo cái mic chị ngồi trong là anh chị, hai người đây nói không nghe nè, xuống đi, tới nơi rồi. Nhưng mà rung quá. Trời đâu nhạc nãy đâu, nãy mới mở nhạc dữ lắm. Lớn mà thất bại sao? Thôi em tự tin vào chị mà. I know you want me. Đúng rồi. Ok, rung quá, dắt bà xuống. Dắt bà xuống cháu. Hôm nay mình dắt bà Nga Sumo. Bà Nga Sumo. Đến quán, một quán mà phải nói là trước giờ chưa có ai hoàn thành thử thách ở đây luôn. Rung quá, nghe một cái câu mà chưa bao giờ mình thấy khó ăn quá. Nhưng mà không sao, ok. Hey, hey. Hello, cả nhà xin chào đã đến với kênh YouTube của Nga Sumo và Vinny Hùng. Yeah. Đại diện có hai kênh, thằng Mập Phút thì đang hiện ở nhà và Võ Sĩ Lộc đang có việc ha. Ok, Nga đang có mặt ở địa chỉ số 69 Hoàng Hóa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Đó, đây địa chỉ. Đây là bún riêu bạch tuộc Hồng Phát nha cả nhà. Có một bé bạch tuộc rất là đẹp. Và lý do tại sao mà Nga có mặt ngày hôm nay, tức là 4 giờ sáng Nga đang mơ màng ngơ ngác thì 6 giờ sáng đã giật mình thức giấc ở đây đó, tức là Hùng nói chị Nga ơi, bây giờ mình đổi gió đi. Thế là hai chị em với nhau đổi gió một phát. Bây giờ Nga sẽ có một cái điều đặc biệt ở đây, Nga mới vừa thấy luôn cả nhà. Quá máu rồi. Cái này hai người không hiểu, hiểu nhau. Hiểu chứ đồng đội cả nhà. Cả nhà đọc lại coi. Chúc mừng chiến thắng 1,5 triệu. Mình một á là mình có 1,5 triệu đổi xăng về. Đó. Còn hai là mình mất hết 500 đổi xăng về. Hai lỗ hơn á, nên mà phải cố gắng thôi. Ba nữa là hồi nãy á, mình nói với lại cô Thúy với bánh canh á. Một á là con chiến thắng thì con ghé lại cô, con ăn tô bánh canh, tại thấy ngon nha. Mà nếu mà con đi luôn, con thấy con ghé là con hiểu rồi đó. Bây giờ còn đợi gì nữa, mình vô mình coi cái tô ở đây nha cả nhà. Cái tô này cho chị mượn coi cái trọng lượng nó bự vô vậy cỡ nào. Oh my god. Ở đây cho chị hỏi là từ trước đến giờ mình làm cái giải thưởng này rồi có ai thắng chưa? Dạ chưa chị. Chưa một người nào luôn. Dạ đúng rồi. Nó nhỏ nè. Cái tô này to hơn cái tô ở nhà đó chị ơi. Bộ nó nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Kiểu này nếu mà ăn không hết thì hết nhiêu tiền cái tô này em? À dạ nếu mà không hết thì mình chỉ mất có 350 ngàn thôi. À, rất to nặng. Số tiền nó nhẹ nhưng tô nó nặng quá chị mỏi tay. Ok. Còn nếu thắng thì sao? Dạ nếu thắng thì mình giành được là 1,5 triệu. Mà ăn trong thời gian bao lâu? Dạ mình bên em thì có hai thời gian quy định là yeah. Một là mình bớt đi đồ ăn là thời gian mình là 30 phút. Còn nếu mà mình giữ nguyên phần đồ ăn á thì là mình được 40 phút. Còn nếu mình ăn mà dưới 30 phút thì mình có thêm trẻ thưởng gì không? Dạ không, cái này là mình chỉ bớt đi một trong các đồ ăn ở trong thôi. Tức là mình bớt được bao nhiêu gram? Dạ được 100 gram. Được 100 gram lận? Wow. Đúng rồi. Mà Nga chưa biết cái tô này như thế nào thì bây giờ em cho Nga thử thách ăn trong 30 phút và biết Nga lựa chọn phương án gì rồi ha. Dạ. Yeah. Ok, vậy mà mình có những cái gì ở trong đây em ha? Là tiếng dế kêu đảo à. Dạ rồi. Nhà nuôi dế hả? Dạ. Chứ đâu có. À, em đợi em tí nha để em lấy. Nghe rén, nó nói là Nga rén chưa nghe. Rén. Cả nhà ơi, đây là một cái bản cam kết này cả nhà.
bản cam kết tham gia thử thách tô bún riêu Bà Tuột siêu khổng lồ tại quán bún riêu Bà Tuột Hồng Phát, số 69 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Thời gian 30 phút hoàn thành hết tô bún, bao gồm 1 kg bún, 5 con tôm, 300 g đậu hũ, 300 g chả cá, 300 huyết, 200 Bà Tuột, 200 riêu, 1 gáo nước lèo. Có thể ăn kèm rau tự chọn hoặc không. Phí tham gia cuộc thi nếu mà không hết là 350, nếu hoàn thành thì được 150.000 mang về nha cả nhà. Nếu mà ăn không hết thì mang về thì chắc chắn rồi chứ sao giờ. Mà điều mà mình đặc biệt mình thấy ở đây á, quán chơi đẹp lắm cả nhà. Có thể được chọn một trong hai phương án, một là tăng thêm được thời gian 5 phút, hai là giảm đi 100 gram. Thì Nga chưa biết cái tô này như thế nào thì Nga sẽ giảm 100 gram. Nhưng Nga nói nhỏ với cả nhà thôi, còn có ai không? Nga thử coi Nga có trước 30 phút không à. Thì nếu mà trước 30 phút cũng như là một cái sự cố gắng của mình nha. Còn không hết thì mang về. Nếu video này đăng lên á, có nghĩa là Nga thành công rồi. Mà Nga thấy Nga không có video ở đi Vũng Tàu là hiểu nha. Ráng lấy 1,5 triệu về đi chị ơi. Không có tiền rồi sao hồn nó quýnh, nó quýnh. Thôi cảm ơn, cái này là vô nghĩa. Cái này là em tặng không được, phải để đích thân chị Nga hoàn thành cái việc này. Em tin tưởng vào chị. Cố lên. Quán rất là sạch sẽ cả nhà, chiếu cho cả nhà coi ha. Bây giờ không gian quán là mới sáng sớm thôi, mà ở đây có Hút Hùng. Ta đang giới thiệu dặn qua một bên. Đây là có nước mía nè, đậu nành, cà phê, sữa đá, trà đá nè. Rồi có bún riêu là đặc biệt, bình thường là 55.000 nha. Bún riêu Bà Tuột là 70.000. Tô em bé là 35.000, còn gọi thêm các loại topping thì 15-20.000 thôi cả nhà ha, 30 nữa. Và đây cái menu của quán đây ạ. Bún riêu tôm, bún riêu Bạch Tuột, bún riêu giò heo, bún riêu, bún bò Huế tái nạm chả, bún bò Huế đặc biệt có giò heo. Nghe thấy cao nhất là có 70.000 là bún riêu Bạch Tuột cả nhà. Nhưng mà con đó, đường này là con đường danh giá Vũng Tàu quá chị. Con đường Hoa Lệ. Đúng rồi. Hoàng Hoa Thám hả em? Hoàng Hoa Thám. Chị thấy ở đây quán ăn nó rất là lớn. Đúng rồi, những cái quán ở đây đều. Nơi họ bán một tô giá. Sắp tới nếu mà mình đi miền Trung xong về mình tác chiến thử. Ok bé, bây giờ chị có thể là ký vào bản giao ước chị sẽ về với em. Ký vào. Chị sẽ về với em. Nếu mà thắng á, thì cà ăn, còn thua thì ở lại rửa chén thì phải về với em đúng không? À. Tạm biệt Hùng, chuyến này chị ở lại rửa chén. Ai đổ xăng cho em? Hết tiền rồi, nợ. Nhìn nợ. Tưởng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc là ký vào giấy kết hôn. À, đây cũng kết nè, nhưng mà kết. Cam kết. Đi luôn rồi. Ở đây chị chủ. Wow, tóc luôn. Chị chủ xanh điểm quá vậy chị chủ ơi. Chị chủ ơi, em đã giữ lời hứa, còn lần này em dẫn em dẫn một người khác ra. Em chắc em mất mời quá, em luôn quá vậy chị. Không có đâu mà chị ơi, có nghe. Mình gặp chị chủ chiến lắm cả nhà, không lẽ giờ tinh thần của mình lại đi xuống được sao? Tinh thần của Nga Sumo là gì? Không bao giờ say no. Yeah, không bao giờ say no. Bây giờ mình gặp chị phía sau lưng mình. Wow. Quá chiến luôn. Hello chị. Đây là chị Phương nha cả nhà. Gì? Em chị đưa lộn quá, chị đưa trời nóng quá chị đưa lộn quá cả nhà. Cả nhà xuống sợ quá. Em mới sợ nè. Đây là chị Phương nha cả nhà, chị chủ quán thì hiện tại là chị Phương đang kinh doanh cái quán cơ sở bún riêu của mình. Cho em có thể cho em biết là quán của mình làm được mà mở được bao nhiêu lâu rồi chị Phương không? Mình mở được 1 năm rồi. Wow, 1 năm rồi. Dạ. Yeah. Em đến sáng sớm quá nhưng mà em hỏi nè, ví dụ trong bún riêu của mình là đặc biệt của bún riêu mình là có cái món gì trong đó chị Phương? Thì mình là duy nhất ở Vũng Tàu này là mình bán cái món bún riêu Bạch Tuột. Ồ, đó là chị có thể cho em coi Bạch Tuột không chị Phương ha? Dạ. Yeah. Wow. Mình làm tươi mỗi ngày, mình lấy hàng mỗi ngày. Ồ, Bà Tuột tươi, wow. Mình nhìn mình thì muốn ăn thử luôn á. Nó rất là mềm. Dạ. Rất là mềm ăn. Dạ. Trùng vô tô bún riêu mình bỏ ra nó rất là mềm, rất là ngon. Vậy là trong bún riêu của là thường có là Bạch Tuột. Bạch Tuột, riêu tôm. Riêu tôm.
Dạ, là một tô đặc biệt á, ý em một tô đặc biệt á. Dạ. Có chả cá, chả cá, xương tôm. Rồi mình có xương có gì không? Dạ, à, gì mình không có bán xương. À, mình không bán xương. Mình dạ. Có, mình có giò heo. Ồ, có giò heo. Dạ. Nếu mà bạn nào ăn giò heo thì mới bỏ giò heo. Ồ, dạ. Trong thử thách thì sẽ không có giò heo. Qua wow, trong thử thách không có giò heo. Đúng rồi. Lợi thế vậy ta, chị là chỉ như là chị muốn là ai tới cũng chiến thắng cả nhà. Đúng rồi. Nhưng mà chưa ai chiến thắng. Tại vì ăn giò heo trong thử thách nó, cô nghĩ là nó sẽ mất thời gian lắm. Dạ, đúng rồi. Đây là để mọi người thử thách thì nó những cái món nó dễ dễ. Dạ, em cảm ơn chị Phương. Đầu tiên là em nói là cô chủ quán rất là chiến nha cả nhà, rất là chiến nha. Thứ hai là em chúc quán buôn may bán đắt nè. Và thứ ba là em mời chị làm. Dạ, ok. Vô đi chị, chờ tới đi chị. Làm dạ. Giờ làm giờ cận cảnh cho cả nhà coi nha. Đích thân chị Phương sẽ hỗ trợ cho Nga chuyến này. Không biết thỉnh được chân kinh chuyến này không? Bà Nga đi đâu? Nó cũng mang theo cái miếng. Dạ. Giờ đi với Nga đó. Không có đâu. Bây giờ sẽ là một ký bún nha cả nhà. Đây là chị là thử thách nhưng mà chị rất là rõ ràng. Không bao giờ mà sai sót đâu cả nhà. Đàng hoàng lắm. Với là chị nói là thôi chị không có bỏ giò vô đâu. Giọt vô thì mất thời gian của mọi người thi lắm. Hay. Rất là một cái người có tầm. Dế này nó kêu có vi phạm bản quyền không cả nhà? Lỡ mà tiếng gáy của tiếng dế và bản quyền nghe. Lỡ tiếng gáy của nó vô nó kêu ta tôi nó bay đến cái cục sáng tạo. Ờ. Đúng rồi, nó kêu tôi gáy từ sáng tới giờ tự nhiên cái vô cái thu âm cái giờ đem tiếng gáy của tôi cho mọi người luôn. Không mà giờ mình ăn mà có tiếng dế cả nhà cũng theo kiểu dân quê đồng quê ha. Mà bún riêu cũng bắt nguồn từ đồng quê. À. Con gì ba? Bạn á mà coi trên video sẽ thấy cái tô nó không to. Nhưng Nga dám dùng cái ngôn ngữ của mình á, cái ngôn ngữ mà đang run sợ của Nga á, hãy ra và thực tế đi cả nhà. Mồ hôi đổ luôn. Này chị Nga đổ mồ hôi hột luôn rồi đó. Cái tô này. Thực tế đi cả nhà. Thấy cái tay của Nga là hiểu rồi, ui dạ nóng quá. Sorry, bật xuống nặng quá, bê không nổi luôn. Đó, hành lên nữa, nước leo vô nữa là xong. Nói mấy chú hàng xóm qua chơi chị Phương. Okay. Thiệt, qua đây để em có động lực. I know you want me. You know I want you. Dạ. Do you want me? Ai trời ơi, cái muỗng. Ôi. Cái bộ này là em Lộc ơi, để quên ở đây. Lộc ơi, chị Phương đã giữ nha. Lộc phải cảm ơn chị Phương nha. Em thấy em thấy mặt bé Lộc là dễ thương xinh đẹp, ghẹ bấm giờ. Em sẽ xin phép dùng cái muỗng này hôm nay. Ôi rồi. Em biết tại sao mà hôm nay là đi ngoài đường mà tim nó rung giờ. Mọi thứ nó đều có giác quan của nó hết lên. Ăn kiểu gì cũng được. Ôi giời ơi, đầy luôn. Ok. Bây giờ không hết đâu, chị Nga. Giờ lên nè. Wow, nóng quá. Nóng lắm. Nóng lắm. Quay cái này qua nè. Quay cho cả nhà coi nha. Thử cái tô này có trọng lượng bao nhiêu ký nha. Tính luôn cái tô thì em nghĩ chắc 3-4 ký. Trừ cái tô. Ê, nóng lắm chị Phương, nóng, để em. Ôi giời ơi, chị Phương giỏi thế. 4 ký bay. Má ơi. Còn 4 ký đi, chỗ này cho em cho 700 gram luôn, em cho 1 ký luôn á. Ôi trời ơi. Vậy là cái tô này khoảng 3 ký hơn á. Đoan thôi nha, đoan hơn. Thì chị Nga cho là gần 1 ký cái tô rồi đó. Cái tô gần 1 ký đúng không? Ờ là 4 ký. Ok. Đoan thôi mà cho đầy nước. Cả nhà ơi. Dạ, ơi. Đúng rồi, có nước nữa. Giờ bắt đầu quay chưa Hùng? Quay rồi. Thử thách bây giờ có đồng hồ bấm giờ hay gì cho chị Phương? À, có chứ, 30 phút đúng không chị? Bắt đầu chắc phải... Bà Nga xong hết đi. Nga lấy dạ. Nga hay gì đó. Dạ. Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị Phương. Chị Phương rất dễ thương ở nhà. Nói chung là tạo điều kiện cho mọi người chiến thắng. Dạ, rất là nóng cả nhà ơi. Cái này mình có lấy nước chấm hải sản không? Dạ, cho em miếng nước chấm hải sản, em thử review cái này. Bạch tuộc rất là lớn nha, Hùng. Right, right, right.
Má ơi, sao giờ chả cá nó nở ra nhiều vậy? Nghe thấy em ngầu không? Trời, quá đỉnh. Hùng vất vả quá. Trời nắng á, trời nắng á. Thì cái nước coi ngon thử đó nha. Ngon không? Ừ, nước ngon á. Đó. Ổn áp đó, ok. Cảm ơn. Rồi, bây giờ đó nha. Chị bấm giờ đó chị. Trời ơi, hồi hộp quá. Cái này em quay xuyên số luôn đúng không? Có cần phải bấm ngưng ngắt gì? Giờ rút ra coi có âm thanh không đã. Sẽ có thêm động lực nữa để chiến đến cùng, không bao giờ xin ông. Dạ cá đúng không riêng. Thử thách này thì mình sẽ không chọc người nha. Sẽ bổ bổ hết mình cho chị Nga. Chị Nga là có thể sẽ ít nói nha cả nhà. Tập trung á, tập trung vào ăn á. Không nói luôn á. Đó. Chị Nga ơi.
nhìn này bên trái, nhìn này, thấy gì chưa? Lộc ơi, hôn gì ngay cái mau lên. Hoa bây giờ lắp vô tuyệt vời. Cố lên, có động lực này. Ôi ơi, Lộc đang cổ vũ cho chị nghe. Gắn máy chợ bơm vô. Có Lộc là à, bắt được con vé rồi hả? Hay quá em ơi. Bắt hay được quá. Con vé rồi chị. Đã ok. Đá hồng đấy. Đưa cho anh Hùng đá của Hồng quá kìa. Nó sợ rồi. Để em gọi. Để em gọi luôn. Em gọi luôn cho Linh, em gọi luôn cho Linh. Gọi ba, gọi tay ba luôn. Ừ, đúng rồi. Để em gọi Linh. Hãy ở bên cạnh chị Nga lúc này. Linh không đi anh. Hãy ở bên cạnh chị Nga lúc này đi. Hôm nay chỉ có em, chị Nga với lại Trang thôi đó. Wow. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Quá máu rồi. Mà thời tiết không có nóng mà. Không gọi Linh không được. Linh, Linh. Nha. Đó. Chứ học chị Nga lấy đồ ra đi. Thời gian nè, anh còn như đây thời gian nè. Chị Nga là không qua đồng hồ luôn. Chị Nga cố gắng hết sức. Đang đếm luôn á. À, chị Mai khoảng 7-8 giờ chị ra. Ok, chúc mà có kết quả em báo anh nha. Để anh lo công việc đi. Ôi da, chúc mày hòa luôn chị Nga ơi. Rồi vậy nha. Chào. Chào chào cả nhà Linh Lộc ơi. Em bé này đi đâu quấy bánh cạnh bánh vườn chắc anh á. Anh Lộc, nhìn nè. Có tìm được cho em rồi. Thấy gì chưa? Wow, ở đây nè, tìm đây nè. Cảm ơn chị Phương ơi. Chị Phương giữ giùm mình đó, chị chủ nè. Anh bận luôn rồi cái gì. Muốn đi lắm. Chị Nga ăn là mình chỉ việc cổ vũ thôi. Trời ơi, chị cho luôn cái chai lớn luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời chị Phương ơi. Cảm ơn chị Phương. Có Nga phải ba chai này. Không phải nó một chai là hết rồi Phương. Chị Phương thấy chị Nga ăn sao chị Phương? Không, không thấy mà. Bây giờ bán chị đẹp. Cố lên.
Cố lên, cố lên, trời lên ơi. À, như chị Phương nói là quán đang có chương trình là ăn bún uống coca miễn phí. Đúng rồi. Nên là uống bao nhiêu cũng được hết. Lát nữa mời các bạn có chương trình. À, các bạn là mình đây, để lát mình ăn xong mình qua mình quay luôn. Cho hết hè luôn. Cho tháng hè luôn. À, đúng rồi, cho hết hè luôn. Dạ, mua hết hè luôn. Cho học sinh á. Uống này có uống coca miễn phí, con sẽ coca miễn phí với các bạn uống. À chứ không phải là chỉ được một ly không đâu ha. Không, uống nhiều quá. Ui trời ơi. Coca miễn phí. Ok. Thôi vậy em khỏi gọi nước gì nữa, em uống coca miễn phí. Ok, bình thường. Chị Trang cái tẩy với để em rót nước cho nha. Ừ, ok. Cảm ơn chị là chị Phương. Đây, để mình quay gần cho cả nhà coi nè. Đây là thời gian. Chị có cần em bật mí không? Không. Không luôn đúng không? Lấy nét lại chị gái tôi mới được. Chị mất cái nét chị. Đúng rồi. Mất cái nét chứ không phải. Thôi. Chị nào chị ăn hết đi mình chậm. Cố lên, cố lên. Sợ quá là nhiều. Tí nè. Linh ơi, nếu Linh coi clip này thì chị em mình rất là chị em rất là nhớ Linh như là các anh em khác. Cố lên Linh. Cố lên chị em ơi. À luôn á. Thời gian còn nhiều lắm chị. Wow. Rồi. Nó được rồi. Em cho anh xin cái tẩy đá. Cảm ơn. Bé gái này đã bắt được con dế này cả nhà. Bé rất là dễ thương. Bé rất là dễ thương. Con dế đã im rồi. Rất mạnh mẽ chị gái của ta. À. À rồi. Hay quá ha. Nghe mãi tỉnh luôn á. Xong. Còn một tối thôi. Đừng đừng chị nghe. Bình tĩnh nào. Wow chị nghe. Khi mà ăn hết cái đó thì vẫn tiếp tục qua tô này. Chứ không có nghỉ mệt hay gì hết. Ở nhà không, cái nhà kia không? Ủa hút quá. Wow, để mình quay dốc cao cái nhà thôi. Rồi, hết luôn. Chị ơi, chị ơi. Trời ơi. Hay quá, nữ tướng chị ơi. Cái bản hiệu gì? Mãi đỉnh. Mãi đỉnh rồi. Chị biết còn bao nhiêu phút không? Không, tập trung ăn không biết gì. Đây. Còn 15 phút 23 giây. Wow. Chị mới ăn có 14 phút. Oh my. 37 giây thôi. Quá hay luôn chị Nga ơi. Để lấy sức lại nè.
Ok, vui quá, vui quá. Nha, sorry cả nhà nha. 14 phút 37 giây. Đó. Quá hay luôn, trời. Đây là một điều mà hồi nãy mình thấy lúc mà chị Nga ăn hết cái tô này, hết cái tô nhỏ á, mình cứ nghĩ là tô này chị sẽ nghỉ mệt, nhưng mà không, chị qua chị ăn tiếp luôn. Quá hay. Video không dừng luôn đúng không? Video không dừng, quay xuyên suốt không có nghe cắt đằng nào hết. Dạ. Không ấy chị về chị coi chị ghi âm vô á. Xong rồi thiệt nguyên nhóm đứng chung đó coi và ghi âm cái tiếng vào để cho nó giống. Thôi, khán giả sẽ hiểu được. Quá xuất sắc. Wow. Xin ngầm ngồi trao giải thưởng. Em cảm ơn. Đây là giải thưởng lần đầu tiên mình nhận sau khi mà về Việt Nam là lần thứ hai cả nhà. Dạ. Tuyệt quá. Nhà rất là tuyệt vời. Nhiều không, chị Phương đã chiếu cố nhiều cả nhà. Nhà rất là chị Phương để là bà Tuột á là đợi mình cắt ra. Đợi mình chuẩn bị hết rồi chị Phương mới lắm giờ. Chị Phương rất là công tâm. Em cảm ơn chị Phương. Hôm nay chị Phương nổi. Không sao hết. Phương vui. Dạ, em rất là vui luôn. Chị Phương vui một, em vui tới 10 lần. Nhưng mà em hơi buồn là cái âm thanh của em vô tình hồi nãy nó bị chạm á, cho nên mất tiếng em ăn, nhưng mà không sao. Dạ không sao, em cảm ơn chị Phương nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Nghe ăn quá giỏi luôn. Cảm ơn chị Phương. Cả nhà có muốn ăn bún riêu thì có thể là đến thử quán bún riêu của chị Phương ha. Ở số 69. Và điều đặc biệt là chị Phương rất là chiến. Em cảm ơn chị Phương, ngoài nước uống riêu chị Phương rất là ngon. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Em nguyên một chai coca là mình quán mình bán cái chai khổng lồ này hay sao chị? Em thấy không phải, đây là Phương rót vô trong một cái bình nó giữ lạnh. Cái bình nó giữ lạnh thì sẽ để ở đây mọi người muốn uống như bao nhiêu thì là uống. Vì đang có chương trình này là cho xuyên hè luôn, là ăn bún thì uống coca miễn phí, bún bò hay bún riêu gì cũng được hết. Uống bao nhiêu cũng được luôn, uống bao nhiêu cũng được luôn. Cả nhà ơi, ở quán của chị Phương đang có một cái chương trình trong xuyên suốt mùa hè này luôn, đó chính là ăn bún riêu hay là bún bò là được uống coca miễn phí nha. Là ai thích đạo coca như Nga chẳng hạn là vô quốc 10 ly cho Nga hết luôn. Giới nha, bao nhiêu cũng được, không có giới hạn số lượng nha cả nhà. Em kéo bà con cô bác họ hàng anh dì chú rồi bạn bè thân rồi ủng hộ, không ủng hộ đó chị Phương. Nhưng mà nhiều như vậy chị Phương tiếp được trời, chị Phương chơi xả láng sáng về sớm. Ok, cảm ơn chị Phương nha, giờ mình lấy cái này mình đi rút tiền. ok cảm ơn chị Phương nhiều nha. Cảm ơn hai bé đã hỗ trợ chị, cảm ơn nhiều nha. Có tiền về xăng. Có tiền đổ xăng rồi. Cả nhà, vậy là chị Phương đã đưa mình tới một quán cà phê view rất là dễ thương nha cả nhà. Hôm nay là đúng là một chuyến đi Vũng Tàu xứng đáng. Được ăn no, được uống cà phê ngon, được thưởng thức view đẹp nữa còn gì bằng. Yeah. Titanic thằng. Ngoài ôm em. Chắc đâu. Đây nè, chắc. Không, lên trên kia mới đúng kìa. Nó té lò cả hồng. Chưa thấy chắc đâu mà thấy té lò cả hồng á. Sit down here. Hùng đích thân là tài xế nha cả nhà. Anh em đang rất là ố vậy. Rất là nọ. Đang rất là nọ đúng mà. Nga cũng đang rất là nọ. Tôi muốn riêu khổng lồ của chị Phương nữa hả? Chúc mừng chị làm gì? Không mất âm thanh. Không sao đâu. Chị hồi nãy mà chị tưởng mất âm thanh là chị khóc bằng tiếng thật. Thank you.
đăng ký kênh nhé. Ủng hộ Nga Sumo. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.